Bây giờ mình sẽ vượt qua mặt chiếc Tướng Nga này nha. Wow, chiên cơ mặt đất mọi người ơi, khá đẹp khá đẹp. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại địa phận của tỉnh Tiền Giang mọi người, địa phận của tỉnh Tiền Giang, và đây là ấp cầu An Hữu. Hiện tại bây giờ mình đang qua một cái cầu An Hữu đó. Thì cái clip hôm nay thì mình có cơ hội để mình đi cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mọi người. Cũng có rất là nhiều bạn kêu mình review cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì sẵn hôm nay mình sẽ review cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cho mọi người xem nha. Và sẵn đây mình cũng xin chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có được á, thì mình muốn chia sẻ lại cho tất cả những anh em tài xế mới. Mình nói là anh em tài xế mới nha. Anh em tài xế mới ít có kinh nghiệm đi đường cao tốc hoặc là chưa đi cao tốc lần nào, thì mình có kinh nghiệm gì thì mình chia sẻ lại, chứ không phải là mình dạy đời gì nha mọi người. Mấy anh em tài xế mà lâu năm đó, mấy anh em lớn tuổi tài xế lâu năm đó, thì nói chung cũng có xem được cái video này thì cũng cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, chứ đừng có vô đây mà chửi mình nha. Đừng có vô đây mà ném đá mình nha. Cái này là mình chỉ chia sẻ lại cho những người mới lái thôi, những bác tài mới thôi. Còn những anh tài xế cút cụa thì mình không dám. Thì trước mắt mình là một cây ngã ba đèn xanh đèn đỏ nè. Cái ngã ba này ta gọi là ngã ba An Hữu nha mọi người. Ngã ba An Hữu, ngã ba An Thế Trung á. Cái hướng á, mình đi thẳng á, thì mình sẽ đi về Sài Gòn. Đi thẳng thì mình sẽ đi về Sài Gòn nha. Còn mình rẽ trái là sẽ ra đi Đồng Tháp. Đi Đồng Tháp với cái đường này là cái đường dẫn ra cao tốc luôn nha mọi người. Cũng khá là lâu rồi không có đi đường cao tốc vào ban ngày. Hôm nay có cơ hội đi đường cao tốc vào ban ngày rồi. Có cơ hội để chia sẻ cho mọi người rồi. Quay lại cái nguyên một cái full hành trình luôn nha mọi người. Một cái full hành trình mà đi đường cao tốc luôn nha. Đó, nếu giờ đây là mình chạy con len sát lương này nha nha mọi người, mình mới quẹo ra được cao tốc nha, chứ đừng có đi cái len giữa là mình sai đấy nha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ rẽ ra. Đó, trên đây nó có để bảng nè mọi người. Thành phố Cao Lãnh, quốc lộ 30, Trung Lương Mỹ Thuận, mình sẽ rẽ trái nha. Ok, bây giờ mình sẽ rẽ trái nha mọi người. Mình đi thẳng thì sẽ về Đồng Tháp đó. Bây giờ mình rẽ trái thì mình vô cao tốc nè. Ở đây có một cái quán cơm Thanh Thúy, khá là lớn luôn mọi người. Thì mọi người ai có đi cao tốc xuống á, mà vừa hết trạm thu phí cao tốc là sẽ có một cái quán cơm nha. Quán cơm này chuyên dành cho xe 7 chỗ, xe 4 chỗ rồi đó. Chắc quán cơm cũng ngon lắm đây, xe ghé quá trời luôn. Đây, trước mắt mình là cái trạm thu phí cao tốc nha mọi người.
tốc Trung Lương Mỹ Thuận này là hiện tại bây giờ là thu phí nha mọi người ơi. Còn cái cao tốc mà Trung Lương Sài Gòn á thì không có còn thu phí. Đây, đây là cái bãi dừng chân để mấy anh tài xế mấy anh đái nè. Ok, bây giờ mình ôm cái cua này là mình ghé lên cao tốc nha mọi người. Đó, bắt đầu mình vô đường cao tốc nha. Đó, bắt đầu vô cao tốc. Đây, phía trước mình là nó có để cái bảng là tốc độ tối đa là 80 và tốc độ tối thiểu là 60 nha mọi người. Đó, là có nghĩa là mình đường cao tốc này á, thì mình chạy tốc độ tối đa là chỉ 80 thôi nha, 80 km/h. Còn chạy tốc độ tối thiểu là 60 nha, không được chạy dưới 60 nha. Đó, cao tốc này á, thì nó chỉ có hai làn đường thôi, hai làn đường dành cho hai làn xe thôi, nó không có cái đường ưu tiên. Đó, mọi người thấy im chưa, thấy cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chạy thấy im chưa? Trời mưa luôn mọi người ơi. Thì cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này cũng có rất là nhiều người bức xúc với mà không đồng tình với cái thiết kế. Thì thiết kế thì chỉ có hai làn xe thôi, nhưng mà hai làn xe thì nó rất là hẹp luôn. Hai làn xe như hai chiếc giường nằm của mình đi là thấy là muốn vượt là cũng khó khăn rồi đó. Mà cái đường này mà lỡ mà có xảy ra mà qua quẹt tai nạn gì á thì chắc có lẽ là kẹt kéo dài luôn á. Chứ tại vì cái đường cao tốc của người ta là có 3 làn xe, 2 làn chạy như gì và thêm một cái làn dành cho xe ưu tiên nữa. Đó thì mình đi hai làn này, còn làn ưu tiên là để cho dành cho xe ưu tiên. Lỡ khi mà có chuyện gì á, hoặc là xe cấp cứu là xe đi làm nhiệm vụ rồi đó, người ta đi làm được. Còn cái đường này á, thì chỉ có hai làn xe thôi. Hiện tại bây giờ mình đang tới cái cây số 74 rồi mọi người ơi. Ai gọi gì không biết. Alo, alo. Ừ, xe hư đang làm. Xong rồi, giờ đang chạy lên. Ừ. Chắc không kịp rồi, giờ này mới tới cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận à. Ờ, mới cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận à, sao kịp. Tươi nó đang ở miền Đông á. Hồi có không kịp nó rước khách vô giùm. Đang ở đâu? Bên miền Tây thì đi miền Tây về đi. Bên miền Tây đi miền Tây về đi. Đi miền Đông gì
đi xuống Nam Căn, miền Tây cũng có đi xuống Nam Căn vậy. Có. Tại 9 giờ đó. Tại 9 giờ nó đi Nam Căn đó. Tại 9 giờ nó đi Nam Căn đó. Cái đường cao tốc này nè mọi người chạy nên chạy đúng tốc độ nha, tại vì ở đây bắn tốc độ thường xuyên luôn á, mấy anh cảnh sát giao thông bắn tốc độ thường xuyên luôn, nhất là những cái camera này nè mọi người đó, đây là những cái camera bắn tốc độ tự động nè đó, mọi người chạy ngay cái camera này là mọi người nhớ chạy đúng tốc độ nha, dư là bị cái camera này nó bụp á. Thì trên đường cao tốc này thì nó có hai cái hướng rẽ, một cái hướng rẽ là ra Cái Bè, một cái hướng rẽ là ra Cai Lậy nha mọi người, nó có hai cái hướng rẽ. Giữ khoảng cách an toàn đó, đi trên đường cao tốc thì mọi người nên giữ khoảng cách an toàn nha, khoảng 50m nè, để đây 0m nè, 55m nè, 110m nè. Đó. Là giữ khoảng cách an toàn nha mọi người, ít gì cũng phải là 50m, tùy do cái tốc độ mình chạy, thí dụ như mình chạy tốc độ quá nhanh thì mình giữ khoảng cách hơi xa một chút, còn tốc độ chậm thì mình giữ khoảng cách hơi gần một tí, tuyệt đối là phải giữ khoảng cách nha mọi người ơi, chứ không giữ khoảng cách đó, mình thấy trên đường cao tốc á xảy ra những cái tai nạn mà liên hoàn á, giữa 4-5 chiếc xe đó, đó là do mình không có giữ khoảng cách đó. Tại vì đường cao tốc mà chạy tốc độ nhanh mà, nếu như mọi người không giữ khoảng cách đó, thì xe ngoài trước người ta có sự cố, người ta có va chạm đồ á, thì xe sau mình là không xử lý kịp á. đây nó chỉ cái hướng rẽ nè, thành phố Mỹ Tho thành thị xã Cai Lậy nè đó, thì mình chạy khoảng hai cây số nữa thì mình sẽ tới cái hướng rẽ. Làn dừng xe khẩn cấp 500m, có nghĩa là tới 500m tới nữa là mình sẽ có một cái làn dừng xe khẩn cấp đó, một cái làn này là cái làn cũng khá là nhỏ thôi chứ không có rộng mấy. Đây tuyến đường cảnh sát giao thông thường xuyên bắn tốc độ, có cảnh báo hết trơn luôn nha mọi người. Đó, đây là làn dừng xe khẩn cấp nè, nó có được một chút xíu thôi. Vừa đủ một chiếc 4 chỗ 7 chỗ đậu thôi, thì mấy anh em xe tải lớn này kia là có thể đậu được, nhưng mà mình đậu thời gian ngắn thôi nha, chứ không có được đậu thời gian dài. Với mà mình cũng xin cảnh báo với mọi người về cái vấn nạn mà đậu xe trên đường cao tốc nè. Nếu như mình không có công việc gì á thì mình cứ đi đừng đậu. Không. Nếu như mình không có công việc gì cần thiết á thì mình cứ đi hết đường cao tốc thì mình đậu. Chứ trên đường cao tốc thì mình hạn chế tối đa là mình đậu trên đường cao tốc nha mọi người, tại vì nó rất là nguy hiểm. Một phần vì đường cao tốc chạy với tốc độ cao và cái đường cao tốc thì nó chạy rất là im, cho nên tình trạng tài xế buồn ngủ khi lưu thông trên đường cao tốc nó khá là nhiều luôn. Đây là tới cái hướng rẽ nè mọi người, đó hướng ga đó, đây là hướng ga thị xã Cai Lậy nha mọi người, đây quốc lộ 1A thị xã Cai Lậy đó, mình ra là ra hướng đó đó. Thì cái tình trạng mà tài xế lái xe mà buồn ngủ trên đường cao tốc á thì nó xảy ra cũng khá là nhiều luôn. Tại vì trên đường cao tốc thì nó quá là im rồi, đường lộ thì nó quá là im, với lại không có một chiếc xe Honda nào hết, cho nên là nó đi nó cứ bon mà chạy thôi, cho nên tình trạng mà nó dễ gây ra cái buồn ngủ lắm đó. Khi mà lái xe buồn ngủ thì nó rất là nguy hiểm luôn mọi người, nguy hiểm cực kỳ luôn.
Cho nên là mình khuyên mọi người, nếu như mà không có chuyện gì á, không có chuyện gì cần thiết á, thì mình đừng có đậu trên đường cao tốc. Mình chạy hết đường cao tốc đi rồi mình hoặc là trên đường cao tốc có những cái trạm dừng nghỉ đó, đó thì mình quẹo vô đó mình dừng nghỉ, chứ đừng có đậu trên đường cao tốc nha, hạn chế nha, nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và trước mắt mình có một chiếc tướng Nga nè, một chiếc Kia tướng Nga cũng khá là đẹp luôn trời. Bây giờ mình sẽ vượt qua mặt chiếc tướng Nga này nha. Wow, chuyên cơ mặt đất mọi người ơi, khá đẹp, khá đẹp. Mình vượt nhưng mà mình vẫn chạy đúng tốc độ nha mọi người, chạy đúng tốc độ 80 nha. Đó. Không để dư. Dư là mấy anh bắn tốc độ là sướng luôn. Qua wow, ở hai bên mọi người thấy không, có những cánh đồng lúa nữa kìa. Bạc ngàn luôn. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Ở đây thì chạy một đoạn thì sẽ có một cây bắn tốc độ nha, một cây camera đây nè mọi người. Đó. Mọi người chạy một đoạn thì sẽ có một cây, một đoạn sẽ có một cây gì đó, thị xã Cai Lậy. À, qua lên cầu này đi thẳng vô trỏng thì đó là thị xã Cai Lậy nha, thị xã Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Qua wow, hai bên là dừa, quá xá dừa luôn trời. Ui coi là mèn dừa nè, mọi người thấy dừa chưa, hết biết luôn. Cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì ở phía dưới này á thì người ta có một cái con đường nữa, nhưng mà đường cao tốc này thì không có. Qua wow, phía trước mình có một công trình đang thi công. Đó. Vụ gì đây, vụ gì đây, công trình gì đây? À vậy là chắc có mấy ship, chắc có mấy ship đi tham quan cái đường cao tốc này hay sao á. Đậu chiếc xe 16 chỗ màu xanh. Cái lúc á mà mới làm đường cao tốc này nè mọi người, ít có xe đi lắm, tại vì cái phí của cái đường cao tốc này thì nó khá là cao, cho nên là ít có xe đi. Mà từ lúc mà ở trong cái đường quốc lộ á thu phí lại thì người ta đi cái đường này thường xuyên hơn. Tại vì nếu tính như mà mình đi tuyến quốc lộ 1 á có thu phí, thí dụ như chiếc xe của mình đi quốc lộ 1 là thu phí cũng 40-50 ngàn, mà đi cao tốc này thu phí thì khoảng 100 hơn 100 một chút xíu. Thì theo mọi người nên lựa chọn tuyến đường nào đi, à đúng không? Thì theo mình á, thì mình nên lựa chọn cái tuyến đường này đi. Cái thứ nhất á, là cái phí á, nó cao hơn trong quốc lộ 1A, nó không có bao nhiêu, nhưng mà đi cái đoạn đường này á mình vừa khỏe nè, mình vừa nhanh nè đó, cho nên là thường thường có người ta xài tiền thông minh là nó là vậy đó mọi người. tự nhiên cái nói mình thông minh nè, trời ghê chưa. Ở đây là có số gọi khẩn cấp luôn nha mọi người, à, có số điện thoại để mình gọi khẩn cấp luôn, thí dụ như mà có việc gì khẩn cấp á, hoặc là có gia chạm á, là có bể vỏ gì đó, có tai nạn, mình lấy cái số điện thoại khẩn cấp đó mình gọi mình báo nha. Hiện tại bây giờ mình đang tới cầu Ấp Hưng,
cầu Ấp Hưng là cầu nào cũng không biết luôn. Sao anh xe tải này anh chạy kỳ ta, không lẽ anh mới nhắc cái chuyện buồn ngủ rồi buồn ngủ luôn. Trời ơi phê rồi đồng chí ơi, đồng chí chạy trên cao tốc mà đồng chí phê rồi. Ây da, nó rất là nguy hiểm luôn đồng chí ơi. Thật sự ra cái chuyện mà chạy xe buồn ngủ đó, nó xảy ra liên tục. Nó xảy ra đối với tài xế là nó xảy ra liên tục luôn á mọi người. Mình kinh nghiệm 20 năm trong nghề mình cũng hiểu, quá hiểu được. Mà cái buồn ngủ á là cái rủi ro xảy ra tai nạn nó rất là cao luôn. Tiềm ẩn rủi ro tai nạn nó rất là cao luôn mọi người. Mọi người thấy những cái vụ tai nạn mà do tài xế buồn ngủ á, nó gây ra hậu quả cực kỳ là nghiêm trọng luôn. Mình cũng đã từng dính 4-5 vụ tai nạn cũng do mình buồn ngủ. Cái này mình nói thật chứ mình không có giấu giếm gì. Thì trong nghề mà nếu như anh em trong nghề thì ai cũng hiểu, tài xế là thường thường là chạy liên tục, chạy bất kể thời gian. Cho nên cái chuyện buồn ngủ là nó xảy ra thì bình thường thôi đó. Thì cũng có nhiều cách để mình khống chế cái chuyện mà buồn ngủ. Thì nhầm anh á, thì mua cà phê uống, nhầm anh thì mua bò hút uống, nhầm anh thì mua đồ ăn vặt. Không thôi là nhầm anh á, thì thắng xe lại, đậu xe lại, rửa mặt này kia cho nó tỉnh táo rồi xong mình chạy tiếp. Cũng có rất là nhiều cách để mình chống lại cái cơn buồn ngủ luôn mọi người, nhưng mà thật sự ra không có cái cách nào mà nó có tác dụng lâu dài hết á. Nó chỉ có tác dụng một lúc nào đó thôi thì xong xuôi rồi mình vẫn lại buồn ngủ tiếp. Mà nhiều cái xe thì tài xế buồn ngủ thì có thể đậu lại nghỉ ngơi nửa tiếng một tiếng hồ để mình chạy tiếp. Nhưng mà cũng có rất là nhiều xe người ta không thể đậu lại được do tính chất hàng hóa, do tính chất cái giờ giấc. Cho nên là nhiều anh em lái xe trong tình trạng buồn ngủ, nhưng mà cũng phải gán mọi người ơi, cũng phải gán để mình chạy, để mình hoàn thành cái chuyến xe. Chứ không phải là muốn đậu ngủ được là đậu ngủ được đâu. Thí dụ như mình ôm một chiếc xe khách gì nè, 40 mấy người trên xe nè, mà mình buồn ngủ mình chịu hết nổi rồi, mình cũng không thể nào mình đậu lại mình ngủ được. Cái thứ nhất á, đậu lại ngủ thì khách trên xe người ta sẽ bị tâm lý, mọi người bị tâm lý lo sợ là tài xế buồn ngủ rồi sao dám đi này kia đồ đủ thứ hết trơn á. Do vậy nhưng tài xế buồn ngủ nhưng mà cũng phải gán và hiểu, và mình hiểu được cái vấn đề đó thì trải qua 20 năm kinh nghiệm trong nghề tài, mình hiểu được cái vấn đề đó và mình đã có hợp tác. Trong đầu mình có một cái ý tưởng, đó là mình là phải làm sao để giúp tất cả các anh em mà khống chế cái chuyện buồn ngủ. Để tại vì mình biết là nếu như buồn ngủ là sẽ xảy ra tai nạn rất là thương tâm, cho nên là mình muốn có một cái gì đó để giúp anh em khống chế lại cái chuyện buồn ngủ khi lái xe. Cho nên là mình có hợp tác với một công ty sản xuất dược phẩm công nghệ cao đó. Thì sau khoảng 1-2 tháng nữa thì cái sản phẩm của mình sẽ có mặt tại thị trường nha mọi người. Sản phẩm viên ngậm tỉnh ngủ đó, giúp các anh em tài xế chống lại cơn buồn ngủ khi lái xe nha. Đó, mình hy vọng cái sản phẩm của mình sau này là một người bạn đồng hành của các bác tài luôn.
một chiếc xe tướng Nga mới vừa qua mặt mình luôn. À, hồi nãy mình mới qua mặt ảnh, bây giờ tới lượt ảnh qua mặt mình. Thì cái sản phẩm của mình á, là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nha mọi người, từ thảo dược thiên nhiên, cho nên nó rất an toàn cho sức khỏe. Được sản xuất bởi công ty dược phẩm công nghệ cao, có chứng nhận GMP của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Và sản phẩm của mình cũng có giấy công bố của Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành trên toàn quốc. Cho nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng, không hề có tác dụng phụ. Thì cái sản phẩm này á, anh em chỉ cần ngậm thôi, không nhai không uống, chỉ cần khi mà mệt mỏi thì anh em ngậm vô thôi, nó rất là tiện lợi luôn. Khỏi mất công mình ghé quán cà phê, mình mua cà phê, mua bò cụng mình uống, nó mất thời gian. Mà mọi người biết rồi đó, cà phê với bò cụng đó là những cái chất ngọt, đó là những cái chất có đường rất là nhiều. Anh em mình uống nhiều thì nó rất là có hại cho sức khỏe luôn. Cho nên là không nên uống những cái thứ đó nhiều, không nên lạm dụng nó nhiều quá, sau này mình sẽ bị liệt dương, bị tiểu đường. Cho nên mình hiện tại bây giờ mình cũng đang hạn chế sử dụng những cái chất kích thích đó mọi người ơi. Cà phê, bò cụng, bò hút rồi đó, mình rất là hạn chế luôn. Đó. Đây, hiện tại bây giờ là mình đã hết đường cao tốc nha mọi người. Đó, bây giờ là mình tới cái trạm thu phí này nè. Xe của mình á, thì sẽ thu phí tự động nha mọi người. Thu phí tự động, thu phí không dừng. Ây da, ây da. Thu phí tự động, thu phí không dừng. Rồi, tại sao mấy anh bốn chỗ lại dừng? Ui là mẹ, một chiếc container chở cây kìa. Ông nội mẹ ơi, chở cây gì mà quá xa, bà xa gì. Đã, thu phí tự động, thu phí không dừng là vậy đó. Mình cứ việc mình chạy qua thôi thì cái con mắt nó sẽ quét, nó quét, nó trừ tiền ở trong tài khoản, tài khoản của công ty nha mọi người, chứ không phải tài khoản mình nha. Đó, mình hết cao tốc rồi đó. Hôm qua trạm thu phí là gần hết cao tốc rồi đó. Mình qua cái sông, cái cầu này là mình sẽ hết cao tốc nha mọi người. Thì cái cao tốc này, Trung Lương Mỹ Thuận này thì nó sẽ nối liền với cái cao tốc Trung Lương Sài Gòn nha. Xe cấp cứu mình nhường cho xe cấp cứu đi trước đi. Ok. Mọi người điều khiển xe nên có một chút xíu văn minh giao thông nha mọi người. Mình thấy xe cấp cứu hoặc là xe ưu tiên thì mình nên nhường nha. Đây, đây là cái hướng mà mình rẽ ra Trung Lương nè mọi người. Rẽ ra Trung Lương, rẽ ra thành phố Mỹ Tho đó. Mình đi về Bến Tre đâu đó. Không? Còn cái này là mình sẽ tiếp tục đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn. Nó nối liền với đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn nha. Ở đây thì nó có mấy cái cây cầu vượt nè. Thì lúc mà cao tốc mới làm á, ở đây nó có rất là nhiều đường tẻ luôn, nhiều anh em đi vô đây bị lạc đường á. Còn bây giờ thì nó rất là dễ đi rồi. Rồi, bắt đầu mình sẽ tiếp giáp đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn nha. Đó, bên kia xe ở Trung Lương người ta đổ ra quá trời luôn. Thì bây giờ lúc nãy giờ mình đi cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì xe nó hơi vắng nha, nhưng mà vô cao tốc Trung Lương Sài Gòn thì cái lượng xe nó tăng lên gấp 3 lần luôn. Đây, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì mình sẽ đi được tốc độ tối đa là 100 km/h, tốc độ tối thiểu là 60.
không được đi trên 100 cây và không được đi dưới 60 cây. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái lượng xe không? Wow, cái lượng xe cực kỳ là đông. Tăng gấp 5 lần luôn chứ không còn gọi là 3 lần nữa. Khi mọi người đi vào cái ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hoặc là ngày lễ hoặc là ngay giờ cao điểm thì cái đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn này thường thường xảy ra tình trạng kẹt xe rất là nhiều. Cho nên anh em nếu như không muốn kẹt xe thì mình đi quốc lộ 1. Tại vì từ Trung Lương đi lên Sài Gòn mà mình đi quốc lộ 1 thì nó đỡ kẹt xe hơn trên đường cao tốc này. Lý do vì sao mọi người biết không? Tại vì cái cao tốc Trung Lương Sài Gòn nó không còn thu phí, cho nên là xe nào cũng lên cao tốc mà đi. Tất cả các xe đều lên cao tốc đi hết, cho nên là cái lượng xe nó đổ lên đây rất là nhiều và phải xảy ra cái tình trạng kẹt xe rất là nhiều. Đó, cho nên là nếu như anh em nào nhanh trí một chút xíu thì mình sẽ đi quốc lộ 1. Người ta nói có một câu là người thành công luôn có lối đi riêng là vậy đó. Hiện tại bây giờ mình đang đi trên đường cao tốc nè, chỉ là mình thành công. Mình không phải là người thành công. Rồi, ok mọi người, có lẽ là video này cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Bye bye.